cô bé xì tin Angela Phương Trinh nên mặc gì cũng cố khoe cơ, body lực điền thế mà. Hôm bữa Cúc đã nói bậy rồi, không lẽ gây tai nạn chút xíu mà phải cưới? Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm chú ý của netizen khi thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh body lực điền. Nhờ quá trình tập luyện mà bà mẹ nhí đã sở hữu cơ bắp không kém phái mạnh. Từ đây, hành trình thay đổi phong cách thời trang từ thuở mới vào nghề đến nay của nữ diễn viên cũng được fan nhắc lại. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vai trò diễn viên từ năm 2004, Angela Phương Trinh thời điểm ấy chiếm trọn cảm tình bởi lối diễn xuất nhập tâm tự nhiên. Theo đó, cô cũng nhận nhiều lời khen cho gương mặt xinh xắn, phong cách thời trang xì tin hợp mốt. Con giận dữ luôn, mai mốt vô lớp con coi như không quen biết, chỉ có như vậy con mới lấy lại danh dự của con. Đến thời điểm 18 tuổi, Angela Phương Trinh lại theo đuổi phong cách ăn mặc có phần gợi cảm hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này khiến cô vướng nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng gu ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi, thậm chí là có phần phản cảm. Theo đó, nữ diễn viên trẻ yêu thích những thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ mạnh tay nhưng kém tinh tế khiến cô liên tục nhận ý kiến trái chiều. Để có diện mạo hoàn hảo như thời điểm hiện tại, nữ diễn viên kính Vạn Hoa đã nhờ đến việc can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là nâng mũi bằng sụn tai. Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, phần mũi của người đẹp gốc Sài Thành dù không quá thấp, song vẫn chưa đạt được sự nổi bật. Được biết, cô đã chi 35 triệu đồng để tiến hành nâng mũi. Nữ diễn viên phim Mùi Ngò Gai cho biết, tôi được bác sĩ gây mê và ngủ một giấc dài, chừng 2 giờ. Khi tỉnh dậy thì mọi việc đã xong rồi nên hầu như không có cảm giác đâu gì. Sau đó, cô bất ngờ vắng bóng khỏi làng giải trí và dành thời gian ăn chay, tụ tập. Mới đây, Angela Phương Trinh đã tái xuất Vbiz khi bắt đầu chia sẻ những hình ảnh khi chụp thời trang của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1995 khiến netizen suýt xoa không ngớt trước vẻ đẹp nhuận sắc. Với thân hình mịn hạt sương mai, người đẹp khi thả dáng trong những thiết kế nữ tính cắt huyết nhẹ nhàng lại càng xinh đẹp tựa nữ thần. Nhưng vẫn chưa hài lòng với chính mình. Trong những lần xuất hiện mới nhất, Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng ngã mũ trước vóc dáng săn chắc sau thời gian dài kiên trì tập gym. Cô nàng vừa gây choáng cùng bờ vai lực điền sau thời gian dài tập luyện thể thao. Để có những cải thiện tích cực từ cơ thể, Angela Phương Trinh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về các món ăn chay hàng ngày hỗ trợ cho việc tập luyện. Đồng thời, trong quá trình rèn luyện của người đẹp 9X còn có sự hỗ trợ từ lực sĩ Phạm Văn Bách. Chia sẻ thêm bộ môn mình yêu thích nhất, nữ diễn viên cho rằng gym là con đường duy nhất để thay đổi hình dáng cơ thể theo ý muốn, giúp săn chắc hơn và khỏe mạnh mỗi ngày. Cùng siêng năng thể thao, khí công, ăn chay để có sức khỏe tốt nhé mọi người. Hầu hết khán giả đều ghi nhận những nỗ lực của người đẹp để có được tỷ lệ cơ thể chuẩn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi nhìn nữ diễn viên ở đâu cũng toàn là cơ. Nếu chỉ ngắm nhìn gương mặt của Angela Phương Trinh, người hâm mộ sẽ nghĩ rằng nữ diễn viên sẽ sở hữu vóc dáng nuột nà mảnh mai. Hơn nữa, đây cũng là xu hướng body của nhiều mỹ nhân Việt, bởi lẽ ngoại hình càng chuẩn mình hạt sương mai thì khi lên hình trông cân đối và hút mắt hơn. Đến người hâm mộ cũng bất ngờ vì Angela Phương Trinh có mặt chuẩn nàng thơ nhưng body lại tựa lực sĩ. Ngoại hình hiện tại của nữ diễn viên Taxi Em Tên Gì gây nhiều tranh cãi bởi người hâm mộ có thể chưa quen. Tuy nhiên, Angela Phương Trinh lại rất hài lòng vì điều này và yêu cơ thể của mình. Cô tâm sự, Trinh yêu tất cả những gì mình đang có, một body khỏe mạnh và săn chắc. Để làm được điều đó, Trinh đã dành hơn 2 tiếng mỗi ngày ở phòng gym. Dù bận đến đâu cũng phải tới phòng tập. Vì sở hữu cơ thể săn chắc và tạo ra được nét cắt trên lưng của mình là cả một quá trình khổ luyện. Tuy nhiên, khi chúng ta yêu cơ thể của mình, bạn sẽ biết chăm sóc nó như thế nào là tốt nhất. Angela Phương Trinh khi dần yên ắng khỏi showbiz đã chọn cuộc sống thanh tịnh, ăn chay trường. Nhờ đó, cô không còn bị gắn mác sau nữ đầy thị phi. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.